Hey guys, welcome back to Vid English with a quick lesson about countable and uncountable nouns, or you can say countable and uncountable nouns. Get it? Mình sẽ học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Countable and uncountable nouns. Okay. Các bạn chú ý nhé, có hai cách đọc cho cái cụm consonant cluster này, cho cái cụm phụ âm này. Phụ âm NT này thì chúng ta có, người Mỹ thì, cái tiếng Anh Mỹ thì họ thường là không phát âm chữ T. Thế nên từ đầu video các bạn có thể nghe là countable and uncountable nhé. Nhưng mà mình có thể, khi mình mới bắt đầu thì mình nên follow từ điển countable and uncountable. Right, so let's get started with countable nouns. We have four bananas. We have an apple. We have a motorbike, a car, 5 eggs, and a dog. So all of these things are the things that you can count. You can count 1, 2, 3, 4, 5. 5 eggs. You can count a dog. You can count 1 motorbike. You can count a car, an apple. Get it? So countable nouns are nouns that you can count. Rồi, danh từ đếm được là những cái thứ, vật dụng, con vật hay bất cứ thứ gì mà bạn có thể đếm. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 quả trứng, 4 quả chuối, 1 quả táo, 1 chiếc xe hơi, 1 chiếc xe máy và 1 con chó. Thì đó là danh từ đếm được. Bài này sẽ rất là nhanh nha các bạn. Bài này sẽ rất là nhanh. So the next one is uncountable nouns. Uncountable nouns. We have flower. Flower. We have milk. Milk. We have rice. We have salt. Okay. So mình có bột mì này. Bột mì thì là flour nha các bạn, đọc như bông hoa. Sữa này, gạo này, rồi cái gì đây, muối này. Okay. Thì tất cả những, mình không thể đếm được số hột bột mì hay là số giọt sữa hay là số hạt gạo. Và rảnh thì các bạn có thể đếm, nhưng mà theo cái quy định thông thường thì là đây là danh từ không đếm được. Ok. Nhưng mà chú ý này, mình có một tô hay là một chén bột mì, a bowl of flour, thì cái này lại đếm được. Đấy. Thì cái này lại đếm được. A glass of milk. Một cốc sữa thì chắc chắn là đếm được. Yeah. So you can see, right? When you put uncountable nouns into a container, then it become countable. Get it? Rồi nhá, danh từ không đếm được mà mình bỏ vào một cái vật đựng thì mình có thể đếm được cái vật đựng đó, thì nó sẽ trở thành đếm được. Mình nhớ điều đó. Thì vậy thôi. Hôm nay mình chỉ học vậy thôi các bạn nhỉ. Hôm nay mình chỉ học vậy thôi. Mình tính bỏ cái phần mạo từ vào trong này, nhưng nó sẽ hơi dài và rối. Thì trong video ngắn này các bạn chỉ cần nắm được những cái yếu tố bên trên: danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ok, see you in the next lesson. Bye bye. Oh, 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 oh